Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với chân ống xe hơi. Nhiều bác hỏi con CX-3 này quá, đa phần là tháng này nó khan xe. Thì em cũng chia sẻ lại thì là từ tháng 1 năm 2024 ấy, thì toàn bộ cái đầu xe nhập khẩu Thái Lan như là Mazda 2 này, CX-3 này, CX-30 thì đều tăng giá lên 10 triệu. Ví dụ như các bác xem bản AT là năm 24 thì tháng này là bán năm 34. Còn cái bản trước mặt anh chị ấy, thì là bản Deluxe là hiện nay em đang bán là 569 triệu. Ra biển ở các bác ở Bắc Ninh thì nó rơi khoảng tầm 62 63. Đấy. Tùy các bác là mua bảo hiểm hay không. Bản này thì bọn em vẫn đang tặng 1 năm bảo hiểm trên vỏ nhé. Phụ kiện theo xe các thứ thì anh chị có thể liên hệ. Nhưng mà tháng này thì thật là xe nó rất là ít. Em mãi mới về được bằng xe trong quay cho anh chị xem. Chuẩn thì CX-3 nó có 4 bản. Đấy, là bản số tự động AT này, 534 này. Bản Deluxe anh chị đang xem này là 569 này, bản Luxury đã lên giá là 599 triệu. Em đã quay trên kênh rồi, bản Premium, thì em chưa có cơ hội được gặp. Đấy, nó ít xe quá. Thì bây giờ đặt thì các bác cứ đặt thôi, còn đổ được xe hay là lo được xe không thì bên em cũng 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 phải chờ nhà máy trả lời cơ. Đấy, tháng này khuyến mại thì 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Phụ kiện theo xe thì vẫn đầy đủ, gắn phim cách nhiệt Luma bảo hành 5 năm. Đấy, thảm lót chân này, bọc vô lăng. Cụ thể như nào thì các bác alo trực tiếp giúp em nhé. Em quay review nhanh về mẫu xe này cho anh chị lần đầu xem. Thì đây là một cái xe cũng gọi là nhiều bác nói thì gọi là tương đối cao, 155. Đấy ạ, khoảng sáng gần 155. Bên cạnh nó là con CX-5 bản Premium Sport, thì các bác có thể thấy kích thước. Xe này thì được cái là nội thất của bọn em đánh giá khá ok. Mâm 18 inch mâm phay. Đấy, nó chỉ thua CX-5 một chút thôi. CX-5 thì mâm 19, bản Sport này thì là mâm đen. Đấy, tổng thể chiều cao này các bác có thể thấy không? Vì đầu nó là cái bản Deluxe thì là cái bản cũng chưa phải đầy đủ lắm, thì mình được trang bị đèn là đèn bi halogen nhé. Đấy, pha cốt thì hay là đèn xi nhan thì vẫn là đèn bóng bóng halogen. Đấy, chưa có logo 3D, tức là chưa có adaptive cruise control rồi. Đây, chìa khóa thì nút bấm cơ. Chưa có bậc, cái này thì mình có thể xử lý thêm một cái bậc vừa 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 tiền. Bốn cảm biến lùi phía sau và một camera lùi, cùng với đó là hai ống xả két. Đó ạ, phần đuôi xe. Cốp của cái dòng CX-5 này cũng khá là rộng, vì cái kích thước hàng ghế thứ hai ngồi theo như các bác nói là nó cũng sẽ hơi hơi chật một chút ấy. Đấy, thì đây thì bản này nó được trang bị luôn một cái lót thùng bên em tặng cho khách hàng này, thảm để chân này. Đó ạ, thì lốp dự phòng hay là đồ cứu hộ thì nó vẫn đầy đủ ở dưới nhá. Đấy, các bác nhìn kỹ này, sâu cái cốp này. Đấy, toàn thể thể tích cốp nên là cũng khá là rộng. Cốp này cốp cơ. Đây. Đèn này cam lùi đây. Bốn cảm biến, nói chung là để đi gia đình thì cái bản Deluxe này thật sự là vừa tiền khá khá nhiều đấy. 62 63 ra biển. Ok, em đi vào nội thất nhá. Gương chỉnh điện này. Ghế là đây, các bác nhìn này, nó hơi tối một tí. Nội thất sẽ là ghế da pha nỉ. Đây, cái mặt ngồi là mặt da này, mặt sườn này mặt nỉ này. Và ghế điều chỉnh cơ nhá. Ghế cơ các bác. Chỉnh đèn này, các góc nâng này. A-stop cũng được trang bị nhé. A-stop này là tính năng dừng tắt máy ở trên khi mà mình đợi đèn đỏ. Đây, màn hình hiển thị này và màn hình giải trí. Trên cái bản này các bác có thể nhận thấy ngay là so với bản 534 ấy, đã hơn 30 ấy, mình có một cái màn hình có điều khiển điều hòa nó tự động, nó đẹp hơn. Đấy, ngày xưa thì cái bản AT kia nó
nhìn nó hơi thô và bản thật vừa tiền mà vẫn là điều chỉnh commander bình thường nhé. Xe này thì đặt thì các bác cứ báo trước giúp em, còn xe giao được hay không thì bên em cũng phải check trả lời sau. Đây, đàm thoại rảnh tay này, cruise control này, điều hòa tự động này, một vùng thôi, cổng kết nối như là tàu sạc này, hai cổng USB này, đây, chìa khóa của xe đây, cần số, chế độ lái sport, phanh tay điện tử và auto hold, máy nút chỉnh commander và điều chỉnh âm lượng. Ngoài ra các bác có một bệ tì tay nhá, cái này em thấy nó khá là vừa miếng đấy. Hộc để đồ thì cũng nhiều ngăn và vẫn còn cổng kết nối cho anh chị để đồ để cốc thoải mái. Đấy ạ. Nhiều xe nó không có thì mình đi nó khá là không vừa ý. Xe này thì nó làm một cái vừa phải. Ngay gương chống chói rồi. Về cơ bản thì là nó nâng cấp hơn một chút so với cái bản Deluxe, bản AT. Hàng ghế thứ hai thì mình cũng không có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai đâu nhá. Này các bạn, nó hơi tối một chút nhưng mà nó sẽ không có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Em đang ngả kịch cái ghế đằng trước xuống. Thật ra thì với một người mét tám ngồi hàng ghế thứ hai như em thì nó sẽ hơi hơi chật một tí. Mình khoảng mét 75 ngồi thì vẫn rất thoải mái. Cái này cũng phải do là cái khoảng cách ngồi của người lái phía trước. Thì về cơ bản thì đây là một mẫu xe tháng này bọn em đang hơi khan hàng. Thật các bác là rất là khan. Nhiều bác cũng gọi điện hỏi đặt CX-3 rồi bao giờ có xe, anh đặt rồi thì có nhận được không. Thì các bác thì có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp của bên em trao đổi với các đại lý. Thì Thaco thì cũng bán theo từng tỉnh thành. Các bác ở Bắc Ninh thì bọn em sẽ hỗ trợ tốt hơn. Đấy, chương trình khuyến mại thì là 1 năm bảo hiểm thân vỏ và phụ kiện tặng kèm cho xe. Hiện nay thì các bác mua trả góp thì cũng rất là rẻ rồi. Lãi suất nó sẽ đâu đó vào khoảng 6 đến 7% một năm. Hỗ trợ tùy vào từng gói vay, ví dụ như là nửa năm, 1 năm, 2 năm, lãi suất nó có thể thay đổi. Đấy là với các bác có cái hồ sơ tài chính nó đẹp. Các bác hồ sơ tài chính cần phải như là làm tự do hay là hỗ trợ thêm thì lãi suất có thể nhỉnh hơn một tí và cái khoản vay nó sẽ dao động từ khoảng 75 đến 80% giá trị xe nhé. Thời gian vay từ 5 đến 7 năm tối đa cho các bác. Như xe này thì mình cứ vay vào khoảng tầm 350 400 là đẹp. Đó, nhanh về cái Mazda CX-3 bản Deluxe 569 triệu. Đấy, số khung 2023. Thời điểm này thì 2024 các bác đợi đến tháng 3 sang năm, tháng 3 à nhầm, em xin lỗi, tháng 3 năm 2024 là sẽ có xe số VIN 2024. Được ạ. Chi tiết như nào thì các bác cứ alo trực tiếp giúp em qua lại đến kèm trên màn hình video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.